Sáng nay ngày 17 tháng 8, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát động đợt thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại hội nghị, Bộ Công an đã thông qua nội dung công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, lực lượng công an trong cả nước đã quy động 100% làm nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm, xử lý hành vi mua bán hút chích ma túy, cướp giật, trộm đột nhập và tội phạm trên các lĩnh vực. Trong 2 tháng qua, công an cả nước đã tổ chức gần 20.000 cuộc tuần tra phát hiện và xử lý trên 15.000 trường hợp vi phạm. Lực lượng công an luôn có mặt trên tuyến đầu chống dịch, tổ chức gần 12.000 tổ đội kiểm tra y tế phòng chống dịch, xử lý hàng chục ngàn trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.